tạm thời tha chết cho đệ. Lập tức đuổi theo Đông Phương Ngọc Mai ngay, mời mũi ấy quay về đây. Lần gây họa này đã đẩy mọi việc đi quá xa, phá vỡ mọi tính toán. Họ sẽ phải xử lý như thế nào? Để đánh trước, ráng kiềm chân chúng. Để ca ca gọi quân đến đây. Để mũi, nè nè, mau cởi trói cho ca ca đi. Ta không tìm ngươi để tính sổ, nhưng ngươi lại tự động dâng đến tận cửa. Ca ca, sao không mau giết hắn cho muội? Dùng khổ nhục kế cũng đã thành công thuyết phục Đông Phương Ngọc Mai, nhưng việc nàng có tha thứ cho Dương Bá Đan hay không còn phải chờ xem. Tân Dương thông đoạt Ly Nguyên, mấy năm nay hắn chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo, giả tâm phản Dương. Hòa thượng, sao không nhân cơ hội lần này bắt hắn điều 10 gia quân đến đó để thủ trận? Bị đẩy ra nơi đầu sóng, giờ có phải chính là lúc gia đình Lý Uyên đưa ra lựa chọn cuối cùng? Kính mời quý vị đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 53 của bộ phim Triều Đại Tùy Đường, được phát trên kênh TTV11 Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20 giờ 25 phút thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020 để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình đồng hành cùng phim giờ vàng. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1 MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.